bụi ra nha. Dạ chắc một mấy bụi này nè. Đủ một bình là cái do cái bình nhà con nó cũng còn nhỏ, nó bình nó nhỏ. Đẹp quá đẹp luôn. Rồi chắc đủ ạ. Rồi bao nhiêu tiền nhà con gửi ạ? Ủa sẽ rẻ dữ dằn vậy hả? Wow, 10.000 được một bình bông đẹp. Tết, chuẩn bị Tết, hoa hồng bán Tết. Chà đẹp quá. Năm nay Cúc có giống gì mới không chú? Không. Không có trồng mấy cái giống giống như cũ nữa hả? Không có giống trồng giống đó nữa hả? Trời ơi đẹp quá, thơm quá. Bên này nè, cây này đây đây nữa nè. Chú không có tạo tán cho nó tròn hay sao? Cắt cứ ba đếm từ trên xuống dưới ba ba ấy hả? Wow, được ạ. Màu đẹp quá đẹp luôn. Rồi có tìm ra cái cây giống cái cây đằng kia chết chưa? Luôn. Dạ. Chết luôn. Mất giống hả? Rồi cây đó không có ai lại bứng nữa hả? Bứng gì nó chết luôn, đào chuẩn bị vô chỗ chết. Trời ơi, uống dữ vậy. Giống. Đẹp quá, nguyên cả một vườn hồng bự luôn nè. Này là mình đi thăm cái chỗ trồng hoa Tết nè, có hoa hồng. Hoa hồng đang tỉa nè. Đủ loại luôn, tất cả các chủng loại luôn. Còn mấy cái này là cái cây để chói để cắm cắm chậu cúc. Này bác nông dân nói năm nay chỉ trồng cúc đại đóa vàng thôi, không có trồng mấy loại kia. Này là chậu nhỏ, mình thích chậu nhỏ 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 gì nè. Còn bên kia là cúc lớn, chậu lớn, có mấy cái chậu thiệt là to luôn. Cái chậu này trung trung mà. Thắp đèn, đèn giống thanh long thắp đèn. Bởi vì nó là cây ngày ngắn, ra hoa trong điều kiện là đêm dài. Nên là muốn kịp Tết thì mình sẽ thắp đèn để cho ngày dài lên, nó phát triển cao lên. Rồi tới thời điểm nào đó mình tắt đèn thì nó sẽ ra hoa. Nhìn rất là hay ho đúng không? Bên này chậu bự nè. Quá trời to luôn. Đẹp quá đẹp. Cả một vườn luôn. Mình lại đi thăm một cái vườn hoa cúc nữa nè mấy bạn. Đẹp quá ha. Màu tím. Màu tím rất là rù quến, rất là thu hút. Wow. Ôi, đẹp quá, đẹp quá. Quá xuất sắc luôn. Bên này loại khác nữa nè. Này là chuyên trồng để bán chậu. Mình sẽ mua vài cây đem về trồng. Này bắt đầu trồng bông chậu nè. Này hoa sống đời. Ớt, ớt kiển. Này ớt kiển phải trồng sớm nè. Cho chín cho kịp Tết. Giờ năm nay có mấy cái chậu lẹ lẹ ta. Màu gà. Cái chậu màu hồng á, màu kem kem á. Năm nay mới thấy.
sống đời, mèo gà, đáng thọ, cúc. Ủa trong cúc này là cúc gì đây? Cúc tím á hả? Cúc tím á hả? Vô chậu hả? Được nha, ngon lành á, mình sẽ mua khỏi cần bỏ vô chậu nữa. Này phải ngắt nhiều cho nó ra nhiều đọt. Hôm nay ướt đẹp quá ha, mà có nhiêu đây à?